mới gặp lại mọi người trong một vlog du lịch như thế này. Chắc là cũng phải được hơn nửa năm rồi ý. Từ đợt đi Thái là chắc là sau một đợt Tết này, xong rồi đến đợt dịch này. Và mở đầu cho chuỗi du lịch hè cuối năm nay thì bọn mình đã chọn chuyến đi đầu tiên ở một nơi cũng khá là gần thôi. Một cái resort ở Sầm Sơn, Thanh Hóa. Đây là căn phòng của mình. Lúc đấy thì đã room tour cho mọi người xem một vòng rồi đấy. Bây giờ thì mình sẵn sàng rồi và sẽ quay lại cho mọi người xem những cái hoạt động của bọn mình trong đợt này nhé. Hoạt động đầu tiên chính là đi bơi. Và các bạn ơi, đây chính là chiếc quần bơi mới của mình. Vẫn là bọn mình chọn bơi. Nãy giờ mình mãi đi thay quần bơi thì là không phải đấy. Sẽ có một bài nhạc phát lên thì người đầu tiên sẽ nhảy và tất cả những người còn lại sẽ nhảy theo xem là đội nào đều nhất. Những động tác rất nhanh chờ trẻ nhà từ 15 lần này đi du lịch thì bọn mình có đi cùng với công ty của anh chị và mọi người. Mình thì bây giờ buổi chiều đang team building rất là vui. Mình thì được làm ban giám khảo để chấm điểm, bởi vì là không thuộc một team nào cả thì sẽ công tâm hơn ý. Còn anh Quân thì bị vượt vào làm MC luôn rồi, đang ngọc hết. Nào đội này bàn chưa chưa? Đây là xì tốc này, đây là xì táo. Tiếng chưa? Cản hết cổ chưa? Em thấy mồm anh gào kiểu ác cả tiếng sóng biển ấy. Đến đây sẽ là tụi anh nhỏ nhẹ vẽ. Ra biển thôi, ra biển thôi. Hôm nay bọn mình sẽ đi ăn tối ở đây. Đây là nhà hàng Trông Giật. Nghe nói là đây là nhà hàng đẹp nhất ở Sầm Sơn. Đến màn tạo mẫu tóc. Hai anh bạn này thì ở phòng bên cạnh. Cho em làm gì ấy tóc? Nhà mình đi ra chỗ cũng như là chả ai biết được. Không biết cậu có người vào đấy. Cậu biết mà. Cô biết. Đố đi nào, đố cô đi. Hả? Sao cô biết? Messi là người nào? Argentina. Cậu đùa cô à? Ronaldo là người Bồ Đào Nha. Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha. Đương kim vô địch ngoài anh ngồi trước là đội nào? Đương kim vô địch Manchester City. Này đừng đùa. Á quân Liverpool. Mình các bạn thấy mình kinh. Đang đố về bóng đá. Nào cháu đố, cháu giỏi cháu đố tiếp đi. Cô trả lời tiếp này. Cô đố cháu này. Bóng đá ý nhá. Đội bóng nào đang ở xếp cuối bảng của Serie A? Vàng 2013. Spa. Chắc không? Chắc. Spa. Spa hay Brescia? Spa. Brescia. Đáp án chính xác của chúng ta là Brescia, không phải Spa. Spa xếp áp chót. Wow, khi đi ăn tối về, chúng ta lại có một bữa ăn đêm phục vụ tại phòng. Đi đây, đây. Cơm rang à? Cơm rang này. Mì xào. Mì xào, tất nhiên ngon quá. Mình không ăn đâu, mình gọi cho Yến là 2 đứa cháu thôi, không ăn đâu. Sao đâu? Mình nghĩ riêng không biết rồi. Ôi, ngon quá. Cháu ra ăn lúc này. Nào, nào, nào. Đã xé nước áo ơi. Tào, tào, tào. Con ơi đây anh. Tiếp tinh behind the camera. Hôm nay bà Yến thì bà ấy kêu là thèm mì. Mì nấu ấy, mì gói nhưng mà ở đây không có. Kiểu sao lần nào đi chơi ấy, cũng đem ăn mì tôm. Đi du lịch ấy mà trong resort này thì cũng có cái thích là kiểu ban ngày thì nhiều chỗ để chơi, kiểu trong một khuôn viên thì nó có đầy đủ mọi thứ, mình không phải đi di chuyển nhiều ấy. Nhưng có tội là buổi tối thì nó hơi buồn, nhưng mà nó sẽ đúng theo kiểu nghỉ dưỡng ấy, là buổi tối là để trong phòng nghỉ ngơi.
tiên cho nên là vẫn còn khá là uể oải. Rồi mình sẽ đi ngủ để lấy sức, mai sẽ có nhiều hoạt động vui chơi hơn thì sẽ quay lại cho mọi người. Vâng, mình tiếp mắt lại rồi, hẹn gặp lại ngày mai. Buổi sáng ngày thứ hai, hôm qua thì mệt quá cho nên bọn mình đã đi ngủ sớm, nhưng 11:30 đã đi ngủ rồi ấy. Và sáng nay thì dậy sớm và bọn mình vừa đi ăn sáng về. Thì ăn sáng ở khu này nó cũng giống như là những cái khu resort khác ấy, cũng là ăn sáng buffet. Bây giờ thì mới có khoảng hơn 8 giờ mà trời ngoài kia đã nắng to, nắng siêu gắt rồi mọi người ạ. Đúng là kiểu không thể đùa được cái nắng miền Trung ấy. Bây giờ thì mình đang phải táp 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 kem chống nắng lên người. Rồi tí nữa sẽ đi ra biển và ở đây thì có một cái bể bơi nước mặn rất là to. Đợt này đi thì mình mang theo cái kem chống nắng dạng túi như này mọi người này, tiện cực ấy, mang đi du lịch xinh luôn. Mà màu sắc của nó nhìn trông cũng bắt mắt ấy, trông xinh nhở. Cái này là Sun BB thì vừa là một lớp kem chống nắng bảo vệ da, và nó cũng vừa là một cái lớp che khuyết điểm ấy, một cái lớp như kiểu lớp make up ở trên da ấy. Nhưng mà mình mặc đồ bơi, mặc bikini các thứ thì chụp hình lên da nó cũng sẽ đẹp hơn ấy, nó đều màu hơn ấy. Mà cái này được cái là nó khô chứ nó không bị dính, nó khô lắm. Với cả mình cảm thấy nhiều khi nó hơi khô quá ấy, là mình toàn phải có một cái lớp dưỡng ở bên dưới da rồi sau đấy thì mình mới bôi kem chống nắng lên. Ở trong cái bộ của mình mua thì có tận 6 túi cơ. Nhìn màu sắc của nó yêu luôn ấy, lúc đầu mình nhìn thấy phát là mình đã mê luôn rồi. Có tận 6 túi thì mỗi túi nó lại là một công dụng khác nhau. Có kem chống nắng này, có cái này cũng hay này. Cái này là Sour Gel Citrus. Thì cái này các bạn vừa có thể rửa mặt này, vừa có thể tắm và vừa có thể gội đầu luôn. Mà đi du lịch quá tiện luôn ý. Còn bốn cái còn lại thì có một cái là hand cream, là kem tay. Cái này là chiết xuất từ hoa cúc. Mình thấy là ra biển thì da rẻ hay bị khô lắm, cho nên là kem tay rất là hợp lý này. Vừa dưỡng da mà là mình cảm giác như nó sẽ có thêm một cái lớp bảo vệ da ấy. Còn ba cái này là smoothing gel, là một cái dạng dưỡng da toàn thân, dạng gel trong suốt luôn. Cái này thì dùng được cả mùa đông và mùa hè. Và đây, dạng gel trong suốt như thế này này, bôi trước cũng được và sau khi mà đi nắng về bôi một lớp để làm dịu da thì cũng được. Có dưa leo này, vị chanh này, với cả nha đam. Lúc nãy thì mình có bôi một cái lớp kem dưỡng này trước rồi, sau đấy thì mình mới thoa kem chống nắng lên người ấy. Lúc mà chụp hình ấy, nhìn cái da, nhất là chân tay ấy, da nó bóng ấy, chụp hình lên đẹp cực luôn ấy. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị nốt, thay đồ rồi đưa các bạn ra biển nước mình ấy. Hello. Wow. Ôi, đã rất lâu rồi mình ra biển ấy. Trời ơi, nhớ gió biển, nhớ sóng biển, nhớ nước biển. Anh thì chỉ nhớ hải sản biển. Sầm Sơn thì cũng là cái biển mà đầu tiên mà mình được đi từ hồi còn bé. À ha, hình như anh thế. Wow. Ở đây thì chỉ có thể xuống biển vào buổi sáng thôi mọi người ạ. Tất cả ở chỗ này đến buổi chiều ấy là nước nó lên đây hết này. Nó còn sóng nó còn tạt vào trong cả những cái hòn đá ấy kìa. Không thể xuống bơi được, rất là nguy hiểm. Ở đây sóng to mà. Còn bây giờ buổi sáng thì nước biển biết là đứng kia. Trời nắng lắm, đến tầm này là trời nắng to rồi ấy, cho nên là giờ sẽ phải xong để bơi trong nhà. Hôm nay là có vẻ cũng đỡ nắng rồi đấy. Đây được cái là rất là nhiều bể bơi, các bể nước mặn rồi rất là bể vô cực. Mai tí nữa mình có thể mình sẽ nhờ mình quay cho một kiểu mình bơi xuyên bể. Cái bể ngoài trời ở cạnh bể trong nhà đấy cũng khá đẹp. Con đường rất là ngay đấy. Con đường rất là nhỏ. Đường này là đường một chiều đấy. Chiều về là đi phương tiện. Ở đây có nhiều hoa giấy ấy. Cái bóng gian hoa giấy đẹp cực. Hai bên là bóng gian hoa giấy trắng màu hồng. Trông rất chi là tình. Bên này có hai bể bơi đối diện nhau này. Bên này là bể bơi trong nhà, còn bên này là bể bơi ngoài trời. Còn cái bể bơi mà siêu to mà ở ngay dưới khách sạn của bọn mình ý, đấy là bể bơi nước mặn. Nhưng mà cái nước này nó mặn lắm, toàn muối thôi. Hay sao đây là bể bơi nước ngọt.
Bây giờ đã là 10 rưỡi rồi mới về đến phòng. Mình lần này đi thì có đi cùng với công ty của anh chị ấy. Cho nên là tối nay thì lại có một cái gala dinner của công ty, là bọn mình cũng tham gia luôn. Và mình lại làm ban giám khảo mọi người ạ. Lâu lắm rồi thì mình có cảm giác là ở trong một tập thể rồi mọi người có những cái hoạt động mà gọi khóa cùng nhau chuẩn bị những cái tiết mục lên để thi thố như vậy ấy. Cũng rất là vui. Cả ngày hôm nay là phơi nắng dã man luôn. Nhưng mà vẫn tranh thủ ấy, tại vì lần này bọn mình đi cũng nắng, cũng có 3 ngày 2 đêm thôi. Một ngày siêu dài siêu mệt, căn phòng tan hoang trông thật đáng sợ. Này Tốc Táo, cháu định chuyển hộ khẩu sang phòng này luôn đấy à? Con bếp, anh đọc gì ấy? Đọc ngược rồi kìa. Hôm nay mình rất mệt. Thế em đừng có trêu anh đúng không? Đúng vậy. Hôm nay mình đã định đi spa để thư giãn rồi ấy. Thì cũng dành cả một buổi chiều lăn lên bò toài ra để chụp ảnh và quay clip cho bạn này. Mình đã trải qua thử 36 tư thế khó để chụp ảnh. Em tát vào mặt anh nhá, chỉ nâng gương mặt nhá. Anh phải là một người chồng tuyệt vời. Ở chỗ là khi mà anh chụp ảnh cho vợ, anh lăn lên bò toài để chụp hình cho vợ, anh cũng không được kêu ca, thì anh mới là một người vợ chồng tuyệt vời. Thứ hết, chứ anh có kêu ca gì đâu, anh chỉ kêu ca đúng một việc là anh bị thẳng thắn luôn. Thôi rồi, em sẽ cho anh thư giãn, đợi tí. Lấy đồ nghề. Tông ơi, cháu đắp mặt nào. Anh. Đây, em trả công cho anh, liệu trình thư giãn. Mặt nạ thôi cũng được. Sướng quá lại còn. Nào anh chọn cái nào nào. Chào mừng các bạn đã đến với Hải Yến Beauty Salon. Cho em cái mới làm sáng đi anh. Mùa hè mà. Mùa hè lúc nào cũng sẽ ưu tiên mùa cái mặt nạ làm sáng da. Mùa hè mà đặc biệt là đi cạnh một ông chồng trắng nữa thì luôn là phải làm sáng da, trắng da. Hôm trước anh ấy đã kiểu lộ thân thể là rất nhiều bạn khen anh trắng. Lại còn những hoa hồng nữa chứ. Thì đã hết đấy, mình ngồi mình cười âm ỉ trong đêm đấy. Mình cười khúc khích. Được khen thì cái quần con không? Quần miliket. Có bạn bảo là quần nhã nhặn sướng. Anh nhắc cái mật ong đi. Cái mặt nạ này là Sea Queen mọi người ạ. Đây là từ viết tắt của Stella Queen. Đây hay là đọc là Sea Queen. Sea Queen anh tưởng là viết tắt của Sea Quân. Mình có mua cùng với cả cái bộ 6 cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh mà nhiều màu sắc sáng nay mình có khoe mọi người ấy. Nó là của KJ Cosmetics, là một cái brand của Hàn Quốc ấy. Em hôm nay phơi nắng dã man luôn ý. Tất cả chỉ để phục vụ nhu cầu sống ảo của em thôi đấy. Đây là mặt nạ Too Much Brightening Mask, tạm dịch là mặt nạ sáng quá hoặc là mặt nạ sáng thế. Anh dùng cái mật ong ấy, em thấy cái mật ong hợp đấy. Tại vì cái mật ong thì nó sẽ hợp với những cái da mà kiểu nứt nẻ ấy. Cái này thích cực mọi người ạ. Ở trong này cái tinh chất của nó như kiểu là một trắng sữa, như kiểu tắm sữa ấy, mềm cực. Cái này là có mùi chanh. Mùi chanh rất là thơm. Mùi chanh, rất là chanh sẽ làm sáng da ấy. Trong này thì mình thấy là có rất nhiều vitamin tổng hợp. Nói chung là nó sẽ kích thích làm sáng những cái làn da mà sạm màu ấy, đặc biệt là sau khi mà đi nắng về. Cái này mềm lắm ấy, ôi để tủ lạnh nó sướng lắm ấy. Công nhận là mình không hẳn là một fan của mặt nạ đâu, nhưng mà riêng cái kiểu là để mặt nạ trong tủ lạnh rồi đắp lên mặt thì rất là mát, cảm giác rất là xả stress. Cái mặt nạ này nó cũng vừa khít mặt mình nữa. Thế là cái mặt nạ này nó cũng to đấy các bạn ạ. Size chắc phải XL đấy. Tả cho. Cái này là Honey. Cái của mình là mặt nạ sáng thế, còn cái của anh Quân là Honey Soothing Mask. Tạm dịch là mặt nạ mật ngọt chết ruồi. Cái của anh Quân ấy thì cái tinh chất của nó lại ở dạng kiểu trong suốt như này. Phải hứng hết những cái giọt này xong rồi kiểu đắp lên cổ, mua lên da cho đỡ phí. Vợ mình dậy thế. Một bài ấy. Cái này của anh cũng thơm này. Ui. Mà lại thích vậy. Mặt nạ mật ong này thì nó sẽ làm dịu da sau khi nắng, nhất là những cái da bị cháy nắng ấy mọi người. Với cả là nó phục hồi da khô và nứt nẻ rất là tốt. Mình cũng rất thích đắp cái mặt nạ mật ong này. Đắp cái mặt nạ xong ấy, buổi sáng hôm sau mà ngủ dậy rất là thích. Vì là cái thành phần của nó có hyaluronic acid, cho nên là nó sẽ giúp ẩm rất là tốt luôn ấy. Trong này nhiều dưỡng chất ấy, sờ ấy, sướng cực. Cái mặt nạ mật ong của anh Quân này, theo như lần trước mình có tìm hiểu thì nó còn có cái thành phần từ nha đam và nấm tuyết ấy. Nghĩa là nó sẽ làm dịu cái làn da bị cháy nắng. Mùa hè mà, nên là mình sẽ toàn chọn những cái loại mặt nạ mà làm sáng và mặt nạ nhả nắng ấy. Cái mặt nạ, cái túi của nó rất là to ấy mọi người. Túi to cực, cho nên là trong này nó siêu nhiều dưỡng chất luôn ấy. Phí lắm, mình toàn phải bôi ra tay vì là những cái này đều tốt cả ấy. Bôi ra tay, ra chân này. Bởi vì là chính tay với chân cũng bắt nắng mà. Mặc dù có kem chống nắng rồi. Có những hôm mà đắp mặt nạ xong mình quên. Giờ lúc nửa mình mà lúc mình ngủ rồi lên mình kiểu mình dậy ấy, mở mắt ra thấy một cái mặt trắng xóa, kinh vãi cả trường. Đắp mặt nạ xong ngủ quên. Đấy là chưa kể hôm nào đắp mặt nạ màu đen 350.000 một hộp, nhưng mà mình mua trên Lazada thì đang được sale khoảng có 300.000 thôi. À, đây còn một cái nữa. Mình mua 3 hộp cơ, có 3 loại.
cái là làm sáng này, một cái mặt nạ mật ong này, còn một cái này là red ginseng wrinkle mask tặng dịch lá. Wrinkle thì là nếp nhăn nên là chắc này sẽ dịch ra là mặt nạ hồng sâm chống nếp nhăn. Mặt nạ hồng sâm chống nhăn. Cái mặt nạ này nó sẽ là mặt nạ kiểu giúp đàn hồi da để chống lão hóa. À, em dùng những cái gì nữa? Để anh vạ em nó kiểu nật nảy để mình trở lại. Bóng của mình cái chán mình còn hằn cái cả cái ngọn đèn của tao phải bóng mà mày vừa đắp xong mặt nạ đó mọi người. Anh có nhại rồi em đấy. Ui, cái mặt nạ này đắp xong ấy nó kiểu nó nhả nắng ấy, da mặt của mình sáng bừng luôn ấy, mà da mình giờ còn sáng hơn là da mặt anh Quân này. Và bình thường ấy là da mặt anh Quân khá là sáng ấy, có khi còn sáng hơn là da mình ấy. Để mai mình phải làm tiếp rồi. Mai mình phải làm tiếp. Không, ngày mai thôi mình sẽ về rồi ạ, cho nên là mai mình sẽ lại dậy sớm để chơi nốt buổi sáng. Để buổi chiều thì bọn mình sẽ đi về. Hẹn mọi người vào sáng ngày mai. Bọn mình ngăn được mặt thay quần áo đi ngủ đây. Đây sẽ là bữa cuối cùng trong chuyến đi. Mọi người nhìn thấy quen không? Bọn mình lại quay lại cái quán Châu Giật hôm trước để ăn. Em mời nhà mình vào đây ạ. Món gì đi anh? Chả trâu nướng dưới bạc. Chả trâu nướng dưới bạc. Thịt trâu nhà em được xào một miếng xong rồi chả làm chả, rồi rắc cái hành này lên nướng dưới bạc. Em chém thế thôi chứ em đã ăn bao giờ đâu em biết. Hà Nội thôi.